Rồi chào tất cả các bạn nha. Ủa sáng nay trời đang trong mưa à. Đang cạnh nè, bởi vì bầu trời hơi u ám à. Hôm nay thì cũng nhân dịp đám giỗ của ông nội vợ á ở dưới Bắc Mỹ Thuận cũ à. Quay qua quay lại giáp năm mau ghê ha. Rồi lúc trước mình cũng có quay qua ở đây là cầu Cái Gia Lớn. Quay qua quay lại nhanh thiệt, mới đây nó tới đám giỗ ông nội vợ rồi. Thì nhà có ông chú Út mình, tức là ông thờ là cái Út á, thờ á, thì cũng ở cái căn Bắc Mỹ Thuận cũ á. Mấy cô chú nào mà lớn tuổi kiểu hồi xưa thì biết rồi. Hồi đó mà muốn lên Sài Gòn là mình phải đi qua Phà Mỹ Thuận. Lúc đó chưa có cầu Mỹ Thuận đâu. Bến Phà đó, đó là tấp nập nhất ở miền Tây mình luôn á, rất là nổi tiếng. Rồi sau này xây cầu Mỹ Thuận đó, rồi mấy người ta buôn bán cóc ổi mía ghim, bánh mì đồ này nọ, các kiểu đà điểu, nhưng hồi đó không còn nữa bạn ơi. Hôm trời cũng có mưa mà điều mưa cũng không có lớn. Quốc lộ này quốc lộ 80 nè, cái này mình chạy thẳng hoài một hồi là sẽ tới Bắc Mỹ Thuận cũ, xong tới cầu Mỹ Thuận á. Ở đây họ đang làm cái công trình gì mình cũng gành không, quá trời ông thoát nước luôn, bê tông cả đống, ông nào nó chập ba lửa ơi. Sáng nay gọi tấp nập ra đây trồng hoa lan lâm dân ương bán hoa lan quá trời bông lan á. Dạ mời cả nhà theo mình xuống dưới nhà chú Út mình coi mấy cô mấy gì đồ này nọ làm món ăn để chuẩn bị tổ chức đám giỗ cho ông nội ha. Chuyện qua thì mâm chiều, bữa nay thì mâm chính. Chỗ này là Bắc Mỹ Thuận cũ hồi xưa nữa. Mà đó là xe cộ rồi, xe đậu xếp hàng này nè để mua vé xuống Phà. Mà đó cái trạm mà thu phí mua vé là cái chăn qua vừa qua cái xe hơi đó chút xíu à. Còn xích xuống các bạn sành sành tốt, múc chỉ là hai đằng kia, cái đó là xuống đó là bánh xuống bờ sông rồi đó. Còn nhà ông nội vợ mình thì ở bên đây. Ở đó ở đây rồi nghe kể thì bên ông nội vợ mình thường mấy cô mấy gì đồ á thì ba buôn bán nhận đồ ăn giặt đồ này nọ các kiểu mà. Ở đó ở đây tấp nập dữ lắm, mấy cô chú nào ở đó sống ở miền Tây muốn đi Sài Gòn này nọ biết à. À tới rồi đó, tới rồi đó, sáng ở đây ta cho thuê. Ôi tổng gài thấy như mẹ đăng Facebook nhảy nhót gì dữ lắm mà, ca múa dữ lắm mà. Trời ơi. Vậy. Trời ơi. Con của mình hai mình sinh đôi, màu lớn ra. Đây. Đây. Vậy vậy vậy. À. Đúng rồi. Ông ơi. Nhưng mà. Nói trước khi đi là tôi thúc nó cái. Ai xuống gần? Ai phút? 15. Ai phút à lộc? Hả? Đây là phút không?
Vâng ạ. Giờ dựng ba cũng chưa biết nữa hả? Không 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 biết rồi. Không ăn bẹt được, nhìn giống quá không bẹt được hai gì. Mày nhìn kỹ xíu đi là mày bắt bẹt được. Ông này ai đây? Này, này cháu mà Nam hả? À? À cháu nội cô Nam. Tự giới thiệu đi. Bữa đó ca gì bài gì cho gì cũng nghe. Hả? Nó nhảy mà bài gì, hai chị em nhảy bài gì cho gì cũng nghe. Không, nhảy gì cũng coi đây. Có bài hát đâu mà nhảy. Trời ơi. Bữa nay muốn kêu nhạc cho nhảy nè. Này Dương Út có nhạc sống gì không? Có chứ. Có chứ. Cái gì vậy? Quay luôn kìa. Nhiều lắm. Cái lưu nướng ấy á. Qua mày coi quay luôn kìa. Đó, đó, đó. Là món mà thiết kế chơi luôn nguyên cái lũ hả? Ồ ồ. Lũ sườn nướng bạn ơi. Sườn nướng lưu thứ gì chịu nói. Đồ bén không à. Cái lũ này dựng gàn như đúng rồi đó. Chứ trong con thì nhất là mấy clip bể chờ. Con vũ thu á. Bởi vì bóng lấy ống gàn là đúng rồi. Ủa? Dạ. Gàn luôn mày ơi. Cho bút nào làm con. Trời ơi, vậy đúng đâu chốt ông giữ dặn làm chứ. Trời ơi. Đây là con dâu của 10 năm á. Yeah. Đây là mẫu nhà tôi. Trời ơi. Này ai tha thấy lạ ta. Giờ thấy phát ớn quá, thấy lạ nhận ra luôn à. Em lên nào. Lên là bữa chiều sắp. Dạ. Mày quay nó 70.000. Quay 70.000. Nó còn có 18 à. Con có 8 à. Dạo này buôn bán sao cô ta? Được. Được á. Đang được mùa. À. Tại vì mùa này đâu có mấy tháng rồi con. À. 7, 8, 9, 10. À. 4 tháng. Còn mấy tháng kia thì nó có. À. 8 thì bà bán trái cây bên gần hủ. Hả? Hả? Là tám mà Lan làm cô đồng cái gì lẩu hả? Cái đó ngoài năm xưa còn mới xây được. Cái này hả? Ủa nhưng mười đây mùa mười đâu ta? Mười có cái chuyện quan trọng là đi rửa rau. Có quy định về vết rồi. Vậy hả? Anh chị em của chú Út rồi. Rồi đó ông nội con cái cũng đông lắm. Tính tới hàng 10 biết rồi đó. Rồi thêm cho chú nữa đó. Bữa nay nó phát hiện là thiếu người đó. Ủa còn thằng gì nó không xuống ta? Vì con mở năm. Không con mở năm kìa lớn kìa. Cường á. À gì đó Hà Nội hả? Gì vậy? Nó đang đi học ở ngoài. Đi gặp xếp rồi. Hả? Xếp rồi không dạ dạ. Ê, mùng 2 mình nhớ xuống quay nha. Tết xuống, tết xuống. Dạ, hơi xíu. Này, thím Út mình á, lúc trước cũng mai với Vĩnh Long mang cho công ty ta. Rồi sau này không mai nữa, ở nhà nè. Nhận mai đồ này nọ, đại khái giống như bà Tư xinh đẹp á. Mai rồi á, nhận ai mà để mai, ai cái đồ gì đó, có bà nhận có mai à. Không nhận cái lù đó nướng công dụng vô, nướng cái gì cũng được vô ha. Gà vịt gì đâu thịt làm láng á. Chốt ở chỗ nướng lù là khỏi chơi à. Cái gì chứ mà bé mà ăn nhậu là chốt mà không đầu tư gì đó. Ở đây có hai chỗ bán chuột. Ờ con. Có cái lũ đó là giữ ông mua luôn hả em ơi? Hay là ông mướn hay là ông mượn?
Vậy hả? Chú ông mua, ông muốn ông mua cái lù ông nhờ tao làm hả? Chạy ơi cái lù đi xin. Dớt mình dớt thu cũng quay mấy cái clip mà cũng nướng lù, cái lù có cái lù bự bự lớn cái gì đó. Nướng sao biết nó bãi luôn. Nó lo như làm cái món gì mình cũng quên lâu quá. Khoảng 5 6 năm về trước rồi. Đây là màu mai. Này Nam đang trồng gỏi hả Nam? Gỏi là gỏi cổ hủ dừa hả? Dạ. Gỏi mà cổ hủ dừa ăn là khỏi chê. Chưa, đâu có trộm. Gì đó, dịnh về. Ca nó mới quay mà nói là kêu ca hay ca vẫn ước con điệu con nhạc thôi mà không ca gì hết trơn. Hả không có kêu ca rồi nhảy nha, không nói con nhảy không vậy hồi vẫn ước không muốn nhạc sống về nhảy rồi nhảy nha, có nhạc muốn nhạc sống gì có nhạc rồi. Nào chị nào em đâu vừa ốm mà nhưng mà ta nhận ra mới nghe kêu mới nghe kêu hai đây nè đó còn đây em giờ mà kiểu nhìn nhắm mắt là mình hay xây một hai vòng là bảo đảm nhìn không ra à, nhìn không ra con người nào vẫn nhận không ra. Cái chiều cao cũng bằng nhau bạn, cái chiều cao cũng bằng nhau nữa, có lúc có thì súng gần cũng giống anh sao luôn vậy con không nhận ra. Ủa con cháu đâu không thấy tì? Trời ơi tao giờ này mới còn ở trong phòng. Còn chú Út mình đó mà. Không có hai đứa con gái. Mấy con chị còn con em nữa. Hả? Ồ à không thấy rồi quá nực kìa, ra cái lù nóng quá. Bữa nay thời tiết hơi im dịu mà không, tại ông lòng nướng nóng chốt mà mấy năm trước rồi cũng thường đi xuất hiện trong clip mình lắm, hai chú cháu mình nè, chú nào xuống dưới bè Tiền Giang câu tôm dưới á cũng đầu 4-5 clip á. Ông mê câu tôm câu cá lắm về. Nghe mờ mờ gỡ ra từ hồi lúc 4 giờ sáng tới giờ mờ. À cháu cháu đi ra đó, nãy giờ cũng sáng giờ mới thấy nó đó. À. Gái chú Út mình đó, hai đứa gái này Út nè. Bình thường
Những gỗ rau ăn với lẩu cua đồng là đúng bài rồi, quá trời rồi. Rau với mớp đó để hồi mình ăn với lẩu cua đồng. Mới trước này chú Út mình dặn cũng cho tao mướn tháng nói đâu 500 triệu gì đó, muốn người ta bán ăn cơm nè. Mỗi sáng đông lắm, mọi ở đây mới có quán cơm sườn này nọ đông khách lắm, kiểu mà hồi đó lúc mà thời bánh phà tới giờ đó nó nổi tiếng á tới giờ luôn. Bây giờ nó vắng lắm, giấc tối á thì thường là mấy cái xe tải không họ đậu trong đây nè, họ không có bến đậu á, họ đậu ở đây nhiều lắm. Giấc tối cái đầu là thấy xe tải nó tấp nập luôn, nó đậu chỗ này nè. Đây cái đường này đường bí rồi, xuống dưới mà mấy xong rồi đâu còn xe cộ chạy nữa. Bởi vì mấy cái xe tải mà họ không có bến đậu á, về đây á tối bắt đầu họ vô đây họ đậu ngủ á, ngủ qua đêm đông lắm. Về đi đâu ra đây, đi vô nhanh lên thôi. Đất cần đi vô. Ừ, múa hả, múa giỏi quá ha. Này cháu nội của mười năm mình đó. Ở nhà này chú Út mình á, ông thờ tới một năm mình như là 8-9 cái đám giỗ luôn. Mình nóng à, tại mình ổng còn ngốc mà, còn mình nóng à. Bây giờ ông thờ 8-9 cái đám giỗ. Chổng chơi đi. Ngoài xe. Thấy chín chơi không mà chú Út mà thấy thơm dữ vậy. Thấy chín chơi thấy thơm dữ không? Ông nướng tùm lum trơn bạn ơi. Đứng đây mà mũi giật bạc bạc ra. Trời ơi. Ồ, con mấy trưởng nạn lấy kè, nhìn thấy chảy mồ lưỡi không? Quá hấp dẫn. Nè, qua giờ ông cá ơi. Mà bén không đó ông ơi. Ủa, thang bài bản dữ ha. Hấp dẫn không? Nó ăn lên vàng thấy không? Tôm mỡ là đã. Cái đó mình lót với bát. Đây nè, đây nó có cái lỗ. Bả nó chảy xuống đây nè, ra đây. À. Rồi, chút nữa. Này cỡ 10 phút nữa là chín đó. Nữa chuột cái sỏ mình sâu dài á. Còn nguyên cái xè này cũng là nướng luôn hả? Cái này là ba gọi nè, đó là sườn cầu không nè, ba gọi nè. Nướng luôn nó cũng mau à. Không canh thì nó khét. Mình đợi cái nướng luôn thì cái da này nè, nó nướng giống như heo quay á. Nó giòn ủng mà, nó ngon. Đẩy này nè, đẩy này nó nè, ta nè. Nè, cho quay cái đi đẩy. Cái này là cái gì đây ta? Bao tử ruột kìa. Wow, bên kia là tôm luộc hả? Tôm luộc đó. Đây năm ở làng trộn gỏi là mai thì làm nước mắm à. Còn công việc cao cả nhất là cua bà ơi xay ra nãy giờ mà qua cái nồi lẩu cua đồng này đậm đặc ra thấy quá trời cua mà chồng năm nay chồng em có xuống không? Bữa nay dưới cũng đám giỗ nữa hả? Dạ. À. Như em có chồng như là ở Trà Vinh nữa. Đúng rồi. Lâu quá rồi, nhớ mày mặn. Ủa, tâm lộn không đầy nắp hả Mốt? Hả? Mốt, tâm lộn không đầy nắp hả? Con chạy sống có sạch cạn quá.
Ông ngoài mấy đứa nhỏ cộng rồi, đứa cộng rồi đó, đứa cộng đó. Rồi. Là con nướng cái đó là con phải nướng gom. Nướng gom. Bữa nay là giao cho cháu dâu nấu đổ cua đồng. Cha mình lượt cái gỗ này nó ấy thở hết thì xong chị ai làm hai ba đợt cái thường gọn hai em thấy lượt mấy cái gỗ này thường mắc thịt lắm à. Dạ, chỗ này đè lát cái sai rồi nữa chứ mới chặt nữa. Rồi kinh nghiệm tám đầy mình mà giờ có nhiều mà quán mà là họ chỉ nấu họ bán món đặc trưng là lẩu cua đồng à chứ ngoài ra không có món gì á mà mấy cái quán nó đông khách dữ lắm luôn kiểu món đặc sản của họ á. Cua đồng chỗ mình ha có chỗ bây giờ bán là thường là nằm ở cái giá 70-80 nghìn một ký á cua đồng á. Hồi đó nhà mình chờ cua đồng lắm, sao vừa mình ruộng đó, lúc đó là nhà mình đặt mấy cái là cua là để ủ làm phân tứ nhãn không đó. Còn bây giờ đụng vô là tiền không ha. Hồi đó sao vừa con cua nhiều lắm đó, con đặt mấy cái là cua đó, rồi ba mẹ con ủ làm phân á, chứ nhiều quá sao ăn, trời cua đồng lắm. Dạ, còn bây giờ hiếm lắm. Vậy. Mở mấy năm nay ba bộ làm lắm mà kiếm tiền lắm sao thấy ốm dữ mà. Xuống ký quá. Ai biết là ngộ hả? Không lẽ giờ giảm cân trời. Nữa. Vậy đúng không hai cho bà. Cái này chắc tệ lắm, cũng phải 6-7 kg cua thấy nhiều quá trời á. Dạ, nó quá trời cua. Ủa quên đó, năm nay con Bo có vẻ mà. Dạ. Mọi người thấy Bo mớm gì mà chứ còn chạy mập quá. Có da có thịt lắm. Rồi hồi trước chuyến này nha, con nhớ là như có một lần nào anh hai với vô bé sao mà nhậu chữ xỉn luôn mà. Ừ, con nhớ không rằng là mùng 2 Tết á. Phải không, mùng 2 Tết phải không? Mùng 2 Tết. Ừ, nhớ mày ngoại không có gì nào. Lúc đó lại chim lại khò biết hết trơn rồi. Chợ nhậu xỉn lối. Gặp anh hai kia nó anh gì nó nói nó chưa được nhiều quốc lo quốc có ngọt sớt à ngồi chạy xỉn luôn à ngồi xỉn luôn. Chuột nướng lù lù. Bữa nay nhiệm vụ của hai chồng chú là đó chăm sóc cái lù đó đó. Đã có thấy đặc sản miền Tây chưa? Chuột nướng lù luôn hả? Còn đây thì cũng đang bắt mâm nữa, chuẩn bị đem lên cúng rồi. Cái này là mấy miếng sườn mà giờ chú Út nướng xong nè. Nàng bánh hỏi. À,
hai anh dâu quá mình nằm mà nằm cũng mới tới. Đây, đó quá giờ đứa nào cầm cộng cạp đi cho kia nó quay phim. Bảo đi. Cái gì hết? Để cho mời. Dạ để tao bán rồi. Gì hết? Giờ bắt đầu bắt mâm chuẩn bị mình đem lên cúng thôi. Để con không còn chặt nữa rồi đó. Tà báo nằm sạch thì giữ lại. Rồi mấy cái dĩa mà để cúng ra khỏi bệnh. Cái nào dọn cúng không có bệnh. Cái nào cũng cần bệnh. Lúc mình bữa nay em chăm sóc cái lu nóng quá trời không chịu cởi áo luôn. Nóng quá trời nóng. Đây. Thôi cái sỉnh nó nhỏ quá nè. Lấy cái sỉnh tự đi, sỉnh nó nhỏ. Đây, cái thao lót ở dưới cái gỗ đó là em hết vừa luôn á vậy. Wow. Ừ, năm nay chú cũng là ông trời tới nái luôn mà đầu tư dần nhạc luôn. À, cái này là có ông nội. Hai đâu rồi? Con để đây đó. Dạ, cái con để đây đây nha. Ở đây cũng là rất là nhiều chỗ chiều mâm lắm. Lại tính sơ sơ hầu như là tới 9 lần. Bởi vì mỗi lần mà chú Út mình mà đám giỗ ông nó năm không quải luôn tới 9 cái đám giỗ. Mà thường ở miền Tây mình đám giỗ thì mình chỉ mời bạn bè này nọ thì nhờ một hai cái đám lớn thôi, mấy đám lớn mấy người mất sau này á, như bữa nay là đám giỗ ông nội á. Mấy người khuất lâu rồi bạn. Thì chú Út ông cũng làm giống như những gia đình khác thôi. Thì họ cũng chỉ làm một mâm cơm để tưởng nhớ ông bà vậy thôi chứ không có mời khách. Chứ ở miền Tây mình mà đám tiệc mà mình đám nào mình cũng mời hết thì chịu không thủng thôi. Như các bạn bên kia chị hai, các bạn giữa kìa, như chưa có kìa. Phải không? Bạn nào cũng được, mình thấy chưa có thì mình để vô. Thân thiện con có mở năm. Tới hai người trai lặn nhưng mà người thì ở Hà Nội rồi chưa về. Chắc Tết mới về, Tết về chiến dữ lắm rồi. Mùng 2 Tết mình cũng có quay clip ở đây nè. Quá trời vui luôn, lai gai tới nái luôn, con cháu về đầy đủ hết. Wow, anh vợ mình đó. Bữa nay bấy xấy chân rồi, tại chuyện qua cũng mời bạn bè trong cơ quan xuống nhậu chuyện qua rồi, không chịu á. Bữa nay ê kèn rồi. Lại chiều quá cũng để chở chị hai nè với hai đứa con về bên Tiền Giang vẫn. Bởi vì không có lai gai, bữa nay không tu á. Cái chuyện qua cũng chiến dữ lắm chiến luôn. Nhưng mà ở đây còn thiếu. Bữa nay trời tới nái luôn, quậy tới bến luôn, gương mặt quen thuộc. Ủa, trên ông nào còn thiếu gì á, cái này con.
Em trai này thường mình quay clip nó dỗ trong nhà mình, ở ngoài đây cũng thường em trai này tại cũng quen biết nhau mà cũng ở gần khu vực đây nè, bởi vì đám tiệc ở trong nhà mình ngoài đây cũng thường gặp em trai nhạc sống này. Mối quen gì con, nãy giờ hai chị em đi đâu ạ? Nãy giờ hai chị em đi đâu? Ngày bà Tám hả? Còn đứng để cô chú xem coi phân biệt được không, cái chiều cao cũng bằng nhau. Bây giờ thì thử giơ tay, đã ai là chị đâu, để vô Út coi. À, chị Phước Lộc à. Nhìn có con biểu nào vậy mà nó cứ lộ hoài à, không nhớ giống quá giống. Đây là chú Út mình cũng cúng bài bản mà đâu ra đó chân á. Ông nào giờ cúng trà rượu đầy bài bản đó. Nhàn để bạn nào ra bàn đó chứ. Bên bên kia làm rồi bà nội hả? À. Nội, bên này là ngoại. Này mượn miếng rồi hả? Tính ra năm chín cái đám hả? Nhiều không? Chú tám cái hả? 12 tháng có 8 đám. 12 tháng năm có 8 cái đám dỗ chứ nhiêu. Đó là sinh nhật này tháng, sinh nhật này nọ chưa tính. Nó chỉ tính đám dỗ thôi á, năm có tám cái đám dỗ nhiều. Bà chú mình không Út nhà bây giờ ông thờ quá trời quá đất. Bên kia là ông bà nội phải không? Mày ngay chủ nhật càng vũ nó chơi tới chiều mới được. Đây là dân mời, tức là anh rể của chú Út. Thì nhà thì có ông nội thì có hai người con trai thôi, tức là chú Út đây nè với ba vợ mình đó, mà ba vợ mình mất từ lâu lắm rồi, nói chung mấy chục năm về trước luôn á.
Chút mình ổng vô tính lắm mà. Trời ơi, đang dưỡng rồi. Trước mới lấy đi câu tôm với ổng đó. Chuyện biết lâu. Thì ở miền Tây mình cũng tùy theo chỗ, một cái chỗ thì thờ Phật. Như đa số ở đây thì nhà chú Út mình á thì cũng là thờ Phật. Hàng đó về ăn cơm mà góp đủ cho ông đi. Vậy là xong rồi mà, chờ đợi xíu nữa là bắt đầu đem ra chiến đấu được rồi. Mù quá này quá trời, màu bén luôn, bén ngót. À, giờ bắt đầu dọn ra chiến đấu được rồi bạn ơi, giờ lên tới rồi, giờ lên tới rồi. Hôm nay thì chú mình làm gọn hơn năm trước, tại do giờ đám tiệc nhiều quá mà nên muốn làm gọn gọn lại, thì ở đâu cũng vậy chứ á. Cầu bàn lại chiến luôn. Còn mấy bà thì không chịu, thích lên trước. Mấy bà rồi thích ở ngồi sau ăn gì đó, bằng nhà mà không thích ra trước. Nó thôi ngồi bàn chặt chội quá thôi, thích ra bài ra sao ngồi ăn sao á. Với lại cho mấy đứa nít luôn luôn, nó ngồi nó ăn luôn tiện coi nó ăn á. Thì chú Út mình cũng làm bên giải tạo đất đai mà, nhưng mà không phải là vào biên chế của nhà nước nha, mình làm cái dạng của tư nhân ngoài á. Còn anh vợ mình thì làm trong cơ quan nhà nước, tức là mình vô được đảng viên á. Ngồi vô dứt vài ly đi chứ rồi không mới vô lên nhạc chứ trời hả. Vô làm ly hai ly được chứ, ngồi sung sung lên nó đánh nhạc dữ chứ. Chơi nhảy nhảy chân căng lạnh gì á. Ủa anh hai bữa nay ông chốt luôn hả chú? Hả? Anh hai bữa nay ông chốt hả? Bữa nay uống cây trắng đi. Giống như họp mặt vậy thôi.
Ai vô mấy bạn ơi. Đây, đi con đi vô chưa? Đã khỏi vậy, nấu đi vô đi lại. Bữa nay kỵ cho ông lão ông kêu chứ. Lâu lắm em. Lâu lắm rồi. Lâu quá tôi không gặp ông. Đây là cao thủ không ạ? Không nhà đâu được cái nào cắt được cắt à. À chớ. Nó nhắc hai thằng rồi cái đó thì ghê. Này chạy tải chạy gần ghê ổn. Đang đấy quay phim xíu hả? Này này ông chứ ông qua chợ mấy đứa nhóc gì vợ về Tiền Giang bây giờ không có la không có nhậu được. Chứ ổng là đồ cứng cự thùng bia không nghĩ địa ổng chuyện qua ông chiến quá chiến rồi như bạn bè ổng á bạn bè ảnh chuyện qua anh mời về xuống quá chiến rồi mấy đứa nhóc thì nãy ăn cơm rồi mới cho nó ăn cơm xong hết cho nó vô phòng nó chơi hết như nó ngủ trưa giờ này cũng trưa quá 12 giờ mấy không ở trước mở nhạc ông sùm sùm ben chứ ông vô ăn đi rồi đâu giờ còn nướng nồi gì nữa chạy anh thổi vô ăn đi. Trời ơi mấy chuột à. Chuột nướng lâu đặc sản miền Tây. Cháu cháu nãy ăn dụng no rồi bây giờ nó đi phục vụ đi nướng đá rồi đi. Mời bữa nay không gà trước sao mời. Mời nay không gà trước giết sao chạy xì gà nó. Chuyện qua chuyện qua chiến quá mà. Một, hai, ba, vô. Vô, vô. Một, hai, ba, vô. Đồ chốt mình là đô cứng khờ á. Giờ mình cũng tranh thủ vô bạo thôi bạn ơi. Sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Lâu có dịp xuống dưới nhà dốt cũng làm mâm cơm cúng ông nội á. Hôm nay cũng rất là đông vui bạn tin á, nhỏ gọn nhưng mà cũng rất là vui. Rồi chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Ủa hôm đó sao có tô nước à?